Lưu Hàn nâng tạ 10.000 lần mỗi ngày, chỉ vì anh ta là người ít được chú ý nhất trên thế giới, trái đất tràn đầy năng lượng sắp đối mặt với sự tiến hóa nâng cấp. Tất cả mọi người được Chúa truyền đến một thế giới khác an toàn, chỉ riêng anh ta bị bỏ lại, kỹ năng vô hình khốn kiếp ngay cả Chúa cũng không phát hiện ra. Anh ta chuẩn bị cho sự trở lại của loài người sau 10 năm, kèm theo đó là sự xâm lược của quái vật, anh buộc phải tăng cường cơ thể để chuẩn bị cho trận chiến. Mặc dù trong quá trình chờ đợi nhàm chán có sự đồng hành của thiên thần Lita, nhưng anh không thể thực hiện bất kỳ ý tưởng nào của mình trên cô ấy. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng như đã hẹn lại thấy sự trở lại của loài người như anh đã mong đợi sự rối loạn của dòng thời gian khiến ngày đó trở nên vô tận 10 năm 20 năm thậm chí đã qua 50 năm nhưng thế giới này vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào điều duy nhất khác biệt là lưu hàn đã trở nên đủ mạnh mẽ nhưng sự mai rũa của thời gian cũng khiến anh dần mờ nhạt ký ức về mẹ nhìn bóng lưng cô đơn của lưu hàn lita bất lực cũng cảm thấy rất đau lòng khi cây gậy trong tay đập xuống đất người đàn ông cuối cùng đã bày tỏ sự chán ghét cuộc sống điều này khiến trái tim của Lita thắt lại là tuyệt vọng sao có phải muốn từ bỏ không? Mặc dù bản thân cũng không có lý do để thuyết phục anh ta, nhưng nhiệm vụ mà Chúa giao phó là phải đảm bảo anh sống sót, có muốn cùng đi đọc sách không? Tuyệt vời anh vẫn chưa từ bỏ. Dù đối mặt với tương lai chưa biết, anh ta vẫn là một người tích cực, giữ được sự nhiệt huyết, từ ngày đó Lưu Hàn đã bước vào thư viện trường mà trước đây chưa từng vào. Dù là sách văn hóa hay tiểu thuyết đều trở thành công cụ để anh ta giết thời gian, trong thời gian đó, dưới sự đồng hành của lita anh ta đã du lịch khắp thế giới thời gian dài trôi qua khi trang cuối cùng được lật xuống không còn cuốn sách nào để lưu hàn có thể đọc nữa lita vẫn lo lắng về những việc mà lưu hàn có thể làm sau này nhưng dường như trong quá trình này anh ta đã trở nên quyết tâm hơn thậm chí còn hỏi lita có thể chuẩn bị thêm gì nữa không để đối phó với sự cập nhật lớn trong tương lai dù đã cô đơn hàng trăm năm nhưng anh ta vẫn kiên định tin tưởng vào sự trở lại của loài người trong tương lai ngay cả thiên thần lita cũng bị sự kiên cường của anh ta làm cảm động chân thành cầu nguyện với chúa mong rằng loài người sẽ trở lại trước khi anh sụp đổ sau khi có được lượng lớn kiến thức lý thuyết làm nền tảng thực hành trở nên đặc biệt quan trọng lưu hàn có thể kéo con lợn rừng khổng lồ mà không gặp khó khăn gì thậm chí còn chuẩn bị cẩn thận các dụng cụ giải phẫu cho nó đột nhiên lưu hàn nảy ra một ý tưởng táo bạo nếu giết hết tất cả các loài động vật con quái vật đó có còn xuất hiện không nếu đi săn bạn muốn giết bao nhiêu cũng được cùng lắm thì chỉ là mất cân bằng sinh thái còn về con quái vật họ đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng Lita vội vàng bịt miệng mình lại, và Lưu Hàn đang tập trung vào việc giết mổ dường như cũng không để ý đến sự khác thường của Lita, chỉ một lòng nghĩ đến việc thực hiện kỹ thuật giải phẫu của mình, và sự tập trung khó hiểu của anh luôn hoàn thành mọi việc. Lập tức lại tìm được một việc khác khiến anh ta hứng thú, sau khi hoàn thành lần cuối cùng việc giết mổ cá nhà táng, Lưu Hàn coi như đã hoàn toàn nắm vững kỹ năng giải phẫu, sau đó lập tức lao vào luyện tập rèn vũ khí. Ngay cả Lita cũng không nhịn được mà phàn nàn, một người chỉ sống được 100 năm, làm sao có thể làm được nhiều việc như vậy trong 300 năm chứ, và dường như Lưu Hàn không có tài năng gì trong việc rèn mãi đến 5 năm sau mới rèn được thanh kiếm bình thường đầu tiên. Công sức khó nhọc của anh ta lại bị Lita cướp mất, cưỡng ép giữ lại làm kỷ niệm và còn phù phép cho nó, dù thời gian dài cũng sẽ không biến mất. từ dao găm đến kiếm và giáo. Diêu dần dần cũng được rèn thành công hơn. Cho đến 100 năm sau, một cây thương sáng chói xuất hiện, ngay cả Lita cũng phải thừa nhận, đây là vũ khí mạnh nhất mà cô từng thấy, nhưng sau khi có bản cập nhật lớn, các vật liệu cứng hơn xuất hiện, những vũ khí này trở nên vô dụng, vậy thì rèn lại lần nữa là được. Lưu Hàn vẫn lạc quan như mọi khi, khiến Lita cũng cảm thấy an lòng. Hôm nay Lưu Hàn không có kế hoạch gì khác, đang luyện tập lại những chiêu thức võ thuật từng biết. Nhưng nỗ lực của Lưu Hàn đã khiến nội tâm của Lita thay đổi. Trong những ngày tháng sống cùng nhau, vui mừng vì anh, lo lắng cho anh, những cảm xúc phức tạp cuối cùng đã chuyển thành tình cảm dành cho anh. Không biết từ lúc nào, Lita thậm chí đã nghĩ đến tên của con cái sau này. Sự khác lạ của Lita cũng đã thu hút sự chú ý của anh, nhưng cô tất nhiên vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra nhưng giây tiếp theo thanh kiếm mà cô đeo đã có sự thay đổi phụ kiện của lita đột nhiên bay thẳng lên trời trong lúc hoảng loạn lita chỉ có thể lập tức đuổi theo đồng thời một điều kỳ lạ đã xảy ra quần áo trên lưu hàn đột nhiên trở lại như trước khi thời gian dừng lại và cuối cùng khi lita bắt được anh mới phát hiện ra mặt đất dưới chân mình đã xuất hiện những vết nứt cuộc đại tái tạo trái đất đã bắt đầu nhưng không ai ngờ rằng cuộc đại tái tạo lại đến mà không có dấu hiệu báo được trước. đột ngột đến mức không có cơ hội để nói lời tạm biệt chỉ có thể mở to mắt nhìn lên bầu trời nhìn lita trở thành một điểm nhỏ dần. nếu sau này tôi có thể sống sót liệu còn có cơ hội gặp lại không đồng thời đèn giao thông bên đường đã hoạt động trở lại sau một loạt ánh sao lấp lánh chạm xe buýt lại đông đúc người tất cả mọi người đều trở lại trạng thái của một nghìn năm trước như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra cho đến khi lưu hàn trong đám đông mở mắt anh mới phát hiện trước mặt mình có một hệ thống bảng điều khiển có kỹ năng chủ động không nghề nghiệp của con người kỹ năng bị động tiềm ẩn không thể ước lượng do bị bỏ lại mà nhận được phần thưởng thêm. Mỗi lần thăng cấp có thể nhận được 5 điểm kỹ năng. Quả nhiên như Lita đã nói, mỗi người trở về đều có thể xem trạng thái của mình. Nhưng nghe có vẻ như dữ liệu của họ đã được khởi tạo lại và dường như ngoài bản thân mình, họ thực sự chỉ trải qua 10 năm. Nhưng Lưu Hàn nhanh chóng nhận ra điều không ổn. Đó là trong đám đông đông đúc này, không ai chú ý đến sự tồn tại của anh. Chẳng lẽ là do kỹ năng tiềm ẩn này? Nhưng làm thế nào để tắt nó đi? Lưu Hàn khốn khổ hoàn toàn bị lỗi này làm cho câm nín. Chẳng lẽ là do khi trở về, anh không đồng bộ với mọi người? Nếu sự thật không thể thay đổi thì cứ để mọi thứ tự nhiên, nhưng việc có thể nhìn thấy con đường lại đầy người, đã đủ để Lưu Hàn chịu đựng cô đơn ngàn năm cảm thấy hài lòng. Dưới ánh hoàng hôn, lần này trở về nhà, cuối cùng không còn là 2 giờ 45 phút nữa, một tiếng gọi quen thuộc khiến trái tim Lưu Hàn run lên, là mẹ. Những ký ức mờ nhạt cuối cùng cũng dần rõ ràng. Hơi thở của cuộc sống sôi sục trên bếp, cha đang đọc báo trước bàn ăn. Mọi thứ đã trở lại như xưa, nhưng giây tiếp theo, thực tế đã đánh thức Lưu Hàn khỏi giấc mơ đẹp. Sau khi trở về, Cuộc trò chuyện của cha mẹ luôn xoay quanh những chuyện ở thế giới khác, nhưng anh không thể tham gia vào cuộc trò và chuyện của họ. Và anh mới họ. nhận ra, mỗi người đều bị dịch chuyển đến những nơi khác nhau, đến mức mẹ cũng tò mò anh đã đi đâu, trải qua những chuyện thú vị gì. Điều này khiến Lưu Hàn đổ mồ hôi lạnh. Anh tất nhiên không thể nói với cha mẹ rằng mình vẫn ở lại trái đất, thậm chí còn du ngoạn thế giới với một thiên thần, những chuyện hoang đường này. Vì vậy, với sự thông minh của mình, cuối cùng anh đã bịa ra rằng đó là một nơi không có tên, và mẹ cũng tin như vậy. Vì so với những điều khác. Thực ra mẹ tiếc nuối vì không thể nắm vững phép thuật, chủ yếu là nghe nói những người giỏi phép thuật đều có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền, nghĩ đến thôi cũng thấy vui, nhưng điều này lại chạm vào nỗi đau của Lưu Hàn, vì anh không biết phép thuật, nhưng sự ngạc nhiên dự đoán trước không xuất hiện trên mặt cha mẹ. Hóa ra dù mọi người tiếp xúc với phép thuật trong 10 năm, nhưng không phải ai cũng học được. Nhưng những điều này thực ra không quan trọng với Lưu Hàn, anh chỉ quan tâm đến sự bình yên này có thể trở lại thế giới của mình. Trong phòng ngủ, Lưu Hàn lại thấy bối rối với những thứ trước mắt. Cây thương mà anh nghĩ sẽ biến mất theo thời gian, không hiểu sao lại xuất hiện trong phòng mình. Nhưng điều này cũng giúp anh tiết kiệm được công sức tìm kiếm vũ khí để đối phó với tương lai, nhưng giây tiếp theo, cửa sổ hệ thống bật sức lên. Sức tấn công của cây thương của Lưu Hàn là 800, được tạo ra mà không cần phép thuật, nhưng là một kỳ tích sức mạnh và độ bền của nó, khiến người ta nghĩ rằng nó được làm từ xương của một quái vật tối thượng, nhưng Lưu Hàn không có khái niệm về sức tấn công 800. Lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng hiểu rõ, thế giới khác đó thực sự là gì? Do sự trở về của loài người, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan đến thế giới khác. Điều đầu tiên Lưu Hàn cần hiểu là mối quan hệ giữa cấp độ chiến đấu của con người và quái vật. Hóa ra cấp độ 5 cơ bản là mức độ của người bình thường. Tuy nhiên, cấp độ 7 mới là tiêu chuẩn tối thiểu để được chọn làm binh sĩ. Đến cấp độ 10, người ta mới có thể nắm vững một số kỹ năng kiếm thuật và bắn súng. Nhưng khi bạn đạt đến cấp độ 50, bạn có thể tiến hóa lần đầu tiên, trở thành một chiến binh giai đoạn 2. Và cần đạt cấp độ 100 mới có thể trở thành chiến binh giai đoạn 3, nhưng cả quốc gia cũng chỉ có vài người đạt được nhưng từ cấp độ 100 trở đi, mỗi lần nâng cấp đều là một thử thách địa ngục, chiến binh giai đoạn 4 thậm chí chưa từng xuất hiện, người ta đoán rằng giai đoạn đó cơ bản không thể gọi là con người nữa, có lẽ là một tồn tại giống như ma vương. Tất cả thông tin dừng lại ở đây, Lưu Hàn không khỏi cảm thán, có vẻ như loài người còn một chặng đường dài phải đi. Không biết bây giờ Lita thế nào rồi, Lita chắc sẽ rất vui khi biết bạn nhớ đến cô ấy. Giọng nói bất ngờ khiến Lưu Hàn lập tức cảnh giác, có kẻ xâm nhập, tôi là thiên thần, an ta đến để giúp bạn học phép thuật. Lưu Hàn nhìn về phía cửa sổ theo hướng giọng nói, mới phát hiện một người tí hon cỡ lon nước đang đứng đó. Đây là cái quái gì vậy? Thiên thần nhỏ như vậy sao? Cho đến khi thiên thần tí hon an ta xuất hiện, sương mù bao phủ trái đất mới dần dần được vén lên. Hóa ra trên trái đất từng có một nhóm quái vật đáng sợ, và hầm ngục là cái bẫy mà Chúa chuẩn bị cho chúng. Đầu tiên, Chúa chuẩn bị một số thức ăn ngon trong bẫy. Khi quái vật bị thu hút vào, ngay lập tức đóng cửa lại một cách thông minh so với quái vật bị hạn chế, con người sau khi đạt đến một cấp độ nhất định có thể tự do ra vào đây chính là nguồn gốc của hầm ngục ngày nay chỉ là sau khi trái đất được đại tu những kết giới này sẽ dần dần biến mất lúc đó quái vật sẽ điên cuồng xâm lược thế giới loài người vì vậy cần nhanh chóng nắm vững khả năng tiêu diệt quái vật trước khi điều đó xảy ra lưu hàn cảm thán nhưng có một điều khiến anh ta đặc biệt đau đầu lúc này đó là thiên thần an ta dưới danh nghĩa được cử đến để hướng dẫn anh sử dụng phép thuật nhưng thực ra là để thỏa mãn sự tò mò của mình hoàn toàn không cho lưu hàn chút không gian riêng tư nào nhưng dù vậy lưu hàn vẫn có thể chịu đựng Điều duy nhất khiến anh cảm thấy vừa tức giận vừa khó chịu là anh có 1.7 thông báo tư liệu ra mà không có cơ hội để thưởng thức. Và những ngày như vậy còn kéo dài suốt một năm. Sự khác biệt giữa các thiên thần sao lại lớn đến vậy, Lưu Hàn mới hiểu ra những ngày ở bên Lita trước đây thật đẹp biết bao, chỉ trách mình lúc đó chỉ lo giết lợn mà không biết trân trọng. Ngày hôm sau, Lưu Hàn đã sống cả ngàn năm, lần đầu tiên trở lại trường. Và an ta, người luôn muốn làm mọi thứ cùng nhau, lắc lư trên đầu khiến Lưu Hàn khó chịu, khẩu hiệu bất ngờ càng làm Lưu Hàn giật mình hóa ra chính phủ đã chuẩn bị quân đội để đối phó với tương lai. Điều này có thực sự hiệu quả không? Lita từng nói, quái vật cấp cao không thể bị đánh bại bằng bất kỳ sức mạnh nào ngoài phép thuật. Giây tiếp theo, Lưu Hàn bước vào lớp quả này. nhiên vẫn như mọi khi, trở thành người vô hình trong mắt mọi người, nhưng kỹ năng vô dụng mà anh ta không muốn nhất dường như không tệ đến vậy. Theo anh ta nói, chỉ cần một chút ma lực và một ít kinh nghiệm chiến đấu là có thể thực hiện các kỹ năng tấn công, và đối với một sinh vật cao cấp như anh ta, dù có cộng tất cả kỹ năng của mọi người trong lớp lại, cũng không bằng kỹ năng tàng hình của Lưu Hàn, nghe vậy, Lưu Hàn chỉ có vẻ không hiểu Nhưng, nhưng anh cảm ta thấy cũng nhanh chóng nhận ra lợi ích của việc tàng hình, đó là có thể công khai nghe lén người khác nói chuyện. Mọi người dường như đang bàn tán về một cô gái có thể là học sinh của trường mình, và cô ấy đã thống trị thế giới khác trong 10 năm qua, được gọi là nữ hoàng. Nghe đến đây, Lưu Hàn càng không hiểu, tại sao mình phải trả học phí cao ngất ngưởng, còn phải tốn thời gian ở đây nghe những kiến thức vô dụng, chẳng lẽ trong tương lai đầy quái vật, một tấm bằng sẽ hữu ích hơn việc học phép thuật sao? Cách hiệu quả nhất để rèn luyện ma lực là thực chiến, anh ta người có thể đọc suy nghĩ của Lưu Hàn, trả lời trước nữa, trong giai đoạn đầu của đại tu, quái vật rất yếu, cần tranh thủ lúc này để nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao phép thuật. Nhưng Lưu Hàn chỉ mới cấp 1, làm sao dám đối mặt trực tiếp với quái vật nhưng anh có một cơ thể rất mạnh mẽ mà. Mặc dù trước đây Lita luôn nhấn mạnh rằng anh là một người đáng thương không biết phép thuật, nhưng sau khi tôi đến đây, tôi mới phát hiện ra sự thật không phải như vậy, sức mạnh cơ thể của anh rất cao, thậm chí với trạng thái hiện tại, anh có thể dễ dàng giải quyết quái vật cấp 25. Cấp 25, đây là điều mà Lưu Hàn không ngờ tới, anh vội vàng hỏi lại An Ta để xác nhận. Nhưng An Ta người vốn nói không ngừng đột nhiên im lặng giây tiếp theo cả lớp học lại trở nên ồn ào mọi người đều chạy về phía cửa sổ và lưu hàn vừa đến mới phát hiện ra thế giới bên ngoài cửa sổ đã tràn ngập các loại côn trùng khổng lồ cuộc xâm lược đã bắt đầu một nhóm quái vật đã bắt đầu xâm nhập vào khuôn viên trường những con côn trùng khổng lồ ngay lập tức gây ra sự hoảng loạn cho mọi người mặc dù có một số chiến binh dũng cảm dám thách thức nhưng khi nhìn thấy người vừa lao ra bị đánh gục ngay lập tức mọi người mới nhận ra đây không phải là thứ mà họ có thể dây phó. tiếp theo tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn chỉ trong chớp mắt cả lớp học rộng lớn chỉ còn lại một mình nam chính lại bị bỏ rơi nữa sao mặc dù đã quen với điều này nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó hiểu tuy nhiên lưu Hàn không có ý định chạy trốn vì những con côn trùng này trong cũng mắt chỉ anh giống ta. như cá nhà táng mà anh ta đã dùng để luyện tập suốt hàng ngàn năm qua dựa vào kỹ năng chế tạo đã được mài rũa nhiều năm anh ta nhanh chóng sử dụng chân bàn để chế tạo vũ khí tiện dụng ngay cả anh ta cũng không thể không khen ngợi khả năng bảo vệ của lưu hàn nhưng trong lòng lại đang phê phán lita đây đâu phải là người đáng thương không biết làm gì như cô nói đâu khi lưu hàn đã sẵn sàng anh ta phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng dù sự hiện diện của mình rất thấp nhưng trên chiến trường của riêng mình người khác vẫn khó mà không chú ý đến mình đúng không đây có phải là vấn đề không sau đó một lưu hàn đeo mặt nạ từ trên trời rơi xuống dùng chân đạp nát đầu một con bọ ngựa sau đó liên tục có thông báo từ hệ thống truyền đến nhận được 800 điểm kinh nghiệm cấp độ tăng lên cấp 3 thuộc tính bốn chiều tăng lên, cấp độ hiện tại đã đạt giới hạn, cần nguyên liệu để tiến cấp. Đồng thời thêm một kỷ lục giết chết con bọ ngựa cấp 13, nhanh như vậy đã thăng cấp rồi, Lưu Hàn thực sự rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều khiến anh vui hơn là anh cuối cùng cũng cảm nhận được sự gia tăng của ma lực, mặc dù chỉ là một chút không đáng kể. Nhanh như vậy đã tận hưởng cảm giác giết chóc rồi sao? Sự chế giễu của An Ta khiến Lưu Hàn rất muốn tìm cơ hội để dạy dỗ cô ta, tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc để thư giãn. Vài con kiến lớn hơn đã lặng lẽ đến sau lưng Lưu Hàn. Điều này khiến Lưu Hàn tìm lại được hướng luyện tập đã lâu không có đó là anh ta chưa từng rèn luyện khả năng chiến đấu nhóm cú đánh mạnh mẽ với tốc độ gần như vượt qua khả năng bắt kịp của mắt thường xuyên thẳng qua một con trong số đó trong chớp mắt nó bị tan thành từng mảnh nhưng giải quyết kiến chúa thì không vậy còn những ra. thứ trên trời thì phải làm sao mặc dù lưu hàn có thể nhảy cao vài mét trực tiếp chém chết một con nhưng đối phương dù sao cũng có số lượng đông đảo một con mũi tấn công từ phía sau trực tiếp ghim lưu hàn xuống đất an ta thậm chí còn không kịp nhắc nhở lưu hàn bị cái gì đó như gai nhọn của con mũi thật ngạc nhiên là không gây ra chút tổn thương nào cho Lưu Hàn, lúc này An ta mới hiểu thể ra. chất của Lưu Hàn đã không còn đơn giản là mạnh mẽ nữa, mà đã vượt qua giới hạn của con người từ lâu, một, hai, ba Lưu Hàn càng chiến đấu càng dũng cảm, thu hoạch cũng ngày càng nhiều, nhưng không biết từ lúc nào, xung quanh đã tụ tập hàng chục con quái vật bao vây chặt Lưu Hàn. Đúng lúc Lưu Hàn không biết phải làm gì, một tia xét từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt biến tất cả quái vật thành than đen, ánh sáng chói lòa đó làm Lưu Hàn không thể mở mắt. Khi ánh sáng dần tắt, ở đằng xa xuất hiện một người phụ nữ đeo mặt nạ, là nữ đế sao mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy nhưng trong đầu lưu hàn đầu tiên hiện lên cái tên này và đội quân chính phủ đến muộn nhưng lại đúng lúc người ta đã đánh xong rồi các người mới đến thật biết chọn thời điểm Đồng họ thời, còn phát hiện lưu hàn đê tiện đang lục lọi gì đó hóa ra lưu hàn đang cố tìm thứ gì đó giống như hồn cốt hay hồn châu cho đến khi được an ta thông báo mới hiểu ra phải phân giải cơ thể của chúng mới có thể thu hoạch được điều này đối với người đã giết mổ suốt một nghìn năm như anh ta thì quá là dễ dàng công phu không phụ lòng người viên đá nhỏ bình thường lại là nguyên liệu cần thiết cho mọi sự tăng cường và tiến cấp. Đúng lúc Lưu Hàn đang vui mừng thì đột nhiên nhận ra một điều gì đó không ổn. Tại sao mọi người đều đang dùng điện thoại chụp anh ta? Lưu Hàn lúng túng, trong chốc lát không biết phải làm sao, quay đầu lại thì phát hiện chẳng lẽ họ đang chụp mình sao? Lực va chạm mạnh mẽ không những không xuyên thủng được cơ thể Lưu Hàn, mà ngược lại còn tự làm gãy chính mình, và đó lại là cái vòi của một con muỗi khổng lồ. Ngày thứ hai sau khi loài người trở về, đã đón nhận làn sóng xâm nhập đầu tiên của những sinh vật ẩm ướt, những người đã trải qua 10 năm huấn luyện ma thuật đều hoảng loạn bỏ chạy hóa ra lưu hàn bị lãng quên trên trái đất lúc đó lại do sự rối loạn của trục thời gian có được hơn một nghìn năm để rèn luyện cơ thể của mình và lúc này sức mạnh cơ thể của anh ta đã vượt xa phạm vi của con người nhưng lợi thế về số lượng của quái vật vẫn khiến lưu hàn rơi vào tình thế khó khăn đúng lúc này nữ hoàng được người ta truyền miệng bỗng nhiên xuất hiện phép thuật mạnh mẽ ngay lập tức tiêu diệt tất cả quái vật còn lại ngày thứ hai sau khi loài người trở về đã có thể thành thạo kiểm soát phép thuật trở lại sức mạnh của cô ấy khiến lưu hàn vô cùng kinh ngạc cũng khiến anh ấy càng khao khát phép thuật hơn trong khi bản thân mình chỉ có một số kỹ năng sống cơ bản những gì có thể làm là trong những năm tháng dài đằng đẵng đó đưa những việc trong khả năng của mình đến mức tối đa mà thôi nhưng cũng chính nhờ kỹ năng giải phẫu của anh ta khiến đống xác quái vật này trở thành báu vật dưới sự chỉ dẫn của thiên thần an ta việc phân giải những xác chết này có thể thu được đá ma thuật và điều này đã thu hút sự chú ý của nữ hoàng sau một cuộc trò chuyện thân thiện cuối cùng quyết định chia theo tỷ lệ 46 cùng nhau nuốt trọn số tài sản này khi một viên ngọc lớn được đặt trong lòng bàn tay của nữ hoàng lần hợp tác đầu tiên của hai người đã được hoàn thành Công viên dưới khu trung cư vào đêm khuya đã không còn một bóng người, chỉ có Lưu Hàn nhìn vào chiến lợi phẩm đầy đất, nhưng không biết sử dụng như thế nào. Vỏ ngoài cứng của quái vật là nguyên liệu tốt để làm áo giáp, chỉ có điều xử lý những nguyên liệu này rất khó khăn, không có một thợ rèn bậc thầy xuất sắc thì không thể hoàn thành. Sự nghi ngờ của An Ta, nhưng hoàn toàn đụng phải nòng súng của Lưu Hàn, chỉ cần anh ta ra tay trong lĩnh vực này, đã là giới hạn của ngành này rồi. Điều này thật sự hoàn toàn khác với những gì Li Ta nói. Hơn nữa, làm sao có người kiên trì với một việc trong hàng trăm năm chứ, không chịu nổi sự đắc ý của Lưu Hàn. An Ta giả vờ sâu sắc nói: nhưng anh không biết về việc rèn bằng ma lực đâu cảm giác mới mẻ chưa từng nghe qua lập tức hơi dậy sự hứng thú của lưu hàn lần này an ta càng đắc ý hơn nhưng không ngờ lưu hàn trực tiếp nắm chặt cô ta trong tay điên cùng cầu xin nhanh nói cho anh ấy biết trong cơn giận dữ và bối rối an ta vội vàng đồng ý với anh ấy lưu hàn lúc này mới ngượng ngùng nói hóa ra đá ma thuật có thể làm vũ khí trang bị sẽ được tăng cường đến một mức độ nhất định và người thợ rèn thông qua việc kiểm soát ma thuật để hòa nhập ý chí của mình có thể làm cho trang bị có được thuộc tính của một số vật liệu đặc biệt Ví dụ như thanh kiếm có thể phun ra lửa và cung tên có thể bắn ra băng, hoặc là chiếc khiên có thể phục hồi thể lực khi chặn đòn tấn công. Và tất cả những điều này sẽ phụ thuộc vào khả năng của người thợ rèn, pháp sư lúc này chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Bây giờ Lưu Hàn cũng chưa quyết định được sẽ tạo ra loại trang bị nào, dù sao thì phần đã rõ ràng thì cứ làm trước đã. Rất nhanh một đôi bảo vệ cổ tay và giáp ngực đã được Lưu Hàn khéo tay chế tạo ra, sau đó như an ta đã nói nghiền nát đá ma thuật thành bột cuối cùng rắc một lượng vừa đủ lên bề mặt trang bị mọi thứ dường như diễn ra một cách xuân sẻ đáng ngạc nhiên đến mức lưu hàn cảm thấy hơi tự mã an ta tuy không phục nhưng cũng phải thừa nhận lưu hàn thực sự rất có tài năng nhưng còn một chút nguyên liệu đá ma thuật thì nên sử dụng thế nào đây nhìn vào nguyên liệu trải trên mặt đất lưu hàn nhanh chóng nảy ra ý tưởng cái gọi là ý chí của người thợ rèn chắc hẳn là tương tự như cách suy nghĩ khi chế tạo trang bị cái chân bọ ngựa trông giống như lưỡi hái này có thể tấn công khoảng cách xa như vậy khi ánh sáng trong lòng bàn tay ngày càng rực rỡ an ta mới nhận ra anh ta định trực tiếp thực hiện việc phù phép sao nhưng anh ta hoàn toàn không biết cách điều khiển ma thuật nếu tiếp tục như vậy thì sẽ mất kiểm soát ngay khi anh ta thầm nghĩ không ổn thì điểm ma pháp cuối cùng bị phá vỡ lưu hàn bị chìm trong một vùng ánh sáng trắng soi sám tu luyện ngàn năm lại bị lưu hàn đánh gục chỉ bằng một cú đấm nhưng anh ta lại không có chút ma lực nào vừa tối qua lưu hàn không có kinh nghiệm lần đầu tiên thử rèn trang bị phù phép nhưng sự mất kiểm soát của ma lực lại khiến tình hình trở nên nguy hiểm may mà an ta kịp thời can thiệp nhờ vậy mới kéo được lưu hàn từ bờ vực sinh tử trở về sau một luồng ánh sáng trắng chói lòa bất ngờ xuất hiện một chiếc vòng tay phát ra ánh sáng xanh làm bừa như vậy mà cũng thành công thực sự khiến an ta kinh ngạc và lưu hàn cuối cùng cũng sau một lần phù phép thành công cấp độ ma lực đã tăng lên cấp 2. bao tay đã kết hợp khả năng của bọ ngựa lưỡi liềm chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay vùng một cái chuỗi xích kim loại treo lơ lửng liền tan thành từng mảnh kết hợp thuộc tính tấn công vào áo giáp đây là điều an ta hoàn toàn không ngờ tới và điều khiến cô càng bất ngờ hơn là ngay giây tiếp theo lưu hàn liền chỉ vì thứ mà anh ta vừa phá hủy là cơ sở hạ tầng công cộng của khu nếu bị ứng. người khác phát hiện thì sẽ rất rắc rối nhưng lưu hàn cũng không nghĩ đến chẳng lẽ thiên thần lại không có khả năng phục hồi cơ bản sao sáng sớm hôm sau truyền hình vẫn đang phát lại tin tức về trường học ngày hôm qua đồng thời chính phủ đang nỗ lực tìm kiếm hai vị anh hùng đeo mặt nạ để thành lập đội ngũ có khả năng chống lại quái vật trong khi đó người mẹ lo lắng đề nghị con trai không nên đến trường nữa nhưng nếu cứ ở nhà mãi lưu hàn sẽ không thể làm được gì trên đường đi lưu hàn vẫn nghĩ về nữ hoàng mà anh gặp hôm qua chỉ vì phép thuật mà cô ấy điều khiển quá mạnh mẽ, nhưng An Ta lại cho rằng điều đó không có gì đặc biệt, nếu không, tại sao Chúa lại gửi con người đi học phép? Nhưng thuật? điều này lại làm đau lòng Lưu Hàn bị Chúa lãng quên, chỉ là An Ta không nói ra rằng Lưu Hàn có thể phân giải và xử lý xác quái vật mà không cần sử dụng phép thuật, đây mới là điều đáng kinh ngạc hơn. Và ngay lúc này, biểu cảm của An Ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong cảm nhận của cô, gần đó xuất hiện một bầy sói khoảng 70 con, và điều quan trọng nhất là con đầu đàn lại là một con sói cấp 35 số lượng và cấp độ này làm lưu hàn kinh ngạc vì điều này hoàn toàn không phù hợp với những gì đã nói về thảm họa ban đầu chỉ là quái vật cấp thấp về điểm này thực ra an ta cũng rất ngạc nhiên không chỉ vậy mới ngày thứ hai sau khi bắt đầu cập nhật lớn đã xuất hiện ma sói điều này đã khác hẳn so với tình hình trước đây vậy tại sao hôm qua cô không nói và cô trông rất bình tĩnh đó là vì tôi không cần phải chia sẻ lo lắng của mình với sinh vật cấp thấp điều này thực sự làm lưu hàn bối rối dù sao đối phương là thiên thần anh cũng không thể phản bác gì nhưng hai thiên thần dường như có tính cách hoàn toàn khác nhau an ta giống như một tiểu thư kiêu ngạo luôn có danh giới rõ ràng trong giao tiếp với người khác nhưng lita thì khác dù có chút ngốc nghếch nhưng đôi khi lại như một chị gái ấm áp và vui vẻ lưu hàn không ngần ngại tưởng tượng nhưng hoàn toàn quên mất khả năng đọc tâm của an ta tuy nhiên lúc này an ta cũng cảm thấy mình có chút quá đáng không gần gũi với con người cuối cùng anh tiết lộ sự thật với lưu hàn thực ra trái đất hiện tại không bình thường để chuẩn bị cho cập nhật lớn Chúa đã chuyển tất cả con người đi vào học phép thuật, nhưng không quan tâm đến các sinh vật khác trên trái đất. Vì Chúa nghĩ rằng chúng cũng có thể tự chăm sóc tốt hơn nữa, chỉ có 10 Tuy nhiên, năm mà thôi. do lỗi không xác định, thời gian trên trái đất bị biến dạng. 10 năm ở thế giới khác trở thành 1.000 năm trên trái đất. Vì vậy, tất cả các sinh vật trên trái đất cũng như Lưu Hàn đã có 1.000 năm để phát triển và tiến hóa lúc này. Lưu Hàn phải đối mặt không phải là quái vật trong hầm ngục, mà là những động vật đã sống cùng con người hàng ngày. Đồng thời, một rắc rối lớn hơn xuất hiện, đó là Chúa và các thiên thần khác đang cố gắng khôi phục trật tự trên trái đất, điều này có nghĩa là tất cả các vấn đề hiện tại phải do Lưu Hàn giải quyết. Với một cú nhảy đẹp mắt, Lưu Hàn đã tấn công trước, sức mạnh mạnh mẽ ngay lập tức làm bầy sói nổ tung. Trong tiếng thông báo liên tục của hệ thống, Lưu Hàn nhanh chóng lên cấp 9, nhưng hành động tiếp theo của Lưu Hàn An ta thực sự không hiểu, anh là kẻ biến thái sao? Tại sao lại cứ đập vào xác chết? Và ngay khi Lưu Hàn giải thích, hai con sói khác với ánh mắt hung dữ há miệng với răng nhọn lao về phía Lưu Hàn, chỉ thấy Lưu Hàn quay lại, tung một chiêu rồng phá mây ngay lập tức tiêu diệt chúng. Bầy sói cuối cùng cũng phản ứng và tất cả quay đầu chạy về cùng một hướng. Nhưng sức mạnh của Lưu Hàn vẫn vượt quá tưởng tượng của chúng, con sói đầu đàn trở thành mục tiêu chính của Lưu Hàn, sức mạnh của chiếc vòng tay được kiểm chứng trên con sói đầu đàn, sau khi bầy sói mất đầu, chúng bị Lưu Hàn đánh bại từng bước cho đến khi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc từ đám đông, mới phát hiện một con sói sót lại đang dẫm lên một người. Đồng thời, nó đang nhìn chằm chằm vào Lưu Hàn từ xa, chuyện này là sao? Động vật đã học cách bắt giữ con tin sao? Một ông già hơn 1000 tuổi có thể tay không giết chết sói xám thế hệ thứ bảy. điều này khiến cô gái cảnh sát sẵn sàng trả 3 triệu để gả cho anh, nhưng Lưu Hàn hiểu lý lẽ đã quyết định lấy tiền và đi. Tuy nhiên, đối mặt với sự kiên quyết của cô gái, sau một tia sáng mạnh mẽ, Lưu Hàn và Tần Tiêu lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Nhưng thực ra Lưu Hàn vẫn ở gần họ, chỉ là họ không thể nhìn thấy anh ta mà thôi, hóa ra chỉ cần mọi người mất tập trung vào lưu hàn, quá 3 giây là không thể nhìn thấy anh ta nữa. Chính trong những lần biến mất đột ngột như vậy, anh ta trở thành lưu hàn nhanh nhất trong lời đồn. Nhưng hiện tại, lưu hàn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành lựa chọn trước mắt. Hóa ra ngay sau khi tiêu diệt một lượng lớn sói khổng lồ, cấp độ của anh ta đã dừng lại ở cấp 10. Nhưng khi anh ta mở bảng hệ thống, mới phát hiện có tới 23 tùy chọn. Lưu hàn không biết bắt đầu từ đâu chỉ có thể nhìn anh ta cầu cứu. Số lượng tùy chọn phụ thuộc vào loại và số lượng quái vật đã tiêu diệt trước đó, nếu có đủ thời gian, còn có thể có 30 hoặc thậm chí 40 lựa chọn, và lời khuyên của anh ta là chọn sử dụng cây thương màu xanh hoặc trở thành một grafio toàn diện, điều này cũng phù hợp với hướng huấn luyện của bạn từ trước đến nay, hơn nữa, khi cấp độ tăng lên, bạn còn có thể nhận được người phụ thứ hai hoặc thậm chí thứ ba, đây là điều mà Lưu Hàn hoàn toàn không biết, anh ta đã xem qua tất cả các tài liệu liên quan nhưng chưa bao giờ có thông tin về điều này, trên mạng có gì hữu ích đâu chứ? đó chỉ là lãng phí cuộc sống của bạn thôi, có thể thấy anh ta đã từng có trải nghiệm không tốt trên mạng. Còn về việc chọn nghề, Lưu Hàn vẫn rất đồng ý với đề xuất của anh ta, ngoài việc phù hợp với bản thân, điều quan trọng là nghề này có thể chọn một số vũ khí mạnh mẽ để tăng cường thêm cho mình. Nhưng khi anh ta chuẩn bị nhấn nút xác nhận, hệ thống lại gửi đến một thông báo mới, ngay lúc này lại có thêm một tùy chọn mới. Tên của nó dường như là huyết thống Arthur. Nhanh chọn nó đi, đây là một nghề biến dị, không ngờ bạn lại nhận được một nghề ẩn ngay từ giai đoạn đầu. Nhưng Lưu Hàn chỉ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gọi là nghề biến dị là nghề được sinh ra dựa trên kinh nghiệm chiến đấu và ghi chép quái vật trước đây, được thiết kế riêng cho bạn. Vì vậy, dù thế nào cũng phải chọn nó, Lưu Hàn không do dự nhấn vào nghề thứ 24. Kèm theo đó là một loạt các thông báo tăng cường thuộc tính và cấp độ, âm thanh thông báo của hệ thống, nhưng dần dần Lưu Hà nhận ra có điều gì đó không ổn cho đến khi anh ta xác nhận lại thông tin trên bảng điều khiển của mình, mới phát hiện ra mình hiện tại lại là một nghề gọi là lính giáo mơ hồ. Vậy nên hoàn toàn không có huyết thống a thở, mà là bệnh huyết xanh lần này an ta thực sự không biện hộ gì ngay cả cô ta cũng vừa nhìn nhầm thành huyết mạch a thờ dù sao thì xuất hiện nghề ẩn thực sự quá phấn khích ngay lúc này phía sau phát ra ánh sáng chói lòa cơ thể cũng theo đó mà phát ra dao động năng lượng mạnh mẽ cơ thể của lưu hàn bắt đầu được cường hóa và nâng cấp rất nhanh một cơ thể cứng như kim cương đã hoàn thành việc hợp nhất cảm giác mạnh mẽ sau khi biến đổi vẫn khiến lưu hàn rất vui mừng nhưng khi anh ta nhìn lại bảng điều khiển của mình điều mong đợi đã không xảy ra vẫn là nghề lính giáo mơ hồ Điều này khiến Lưu Hàn vô cùng thất vọng và điều quan trọng hơn là lần này Lưu Hàn vẫn không nhận được bất kỳ kỹ năng chủ động nào. Từ biểu cảm của Lưu Hàn có thể thấy điều này giống như bắt anh ta ăn phân vậy, thật khó chịu. Tình huống này ngay cả An ta cũng cho là rất hiếm gặp. Tuy nhiên, điều này có thể là tin tốt cho giai đoạn thứ hai trong tương lai, vì hai lần trước không có kỹ năng sẽ dẫn đến lần thứ ba rất có thể sẽ xuất hiện một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại có lẽ chỉ có điều này mới có thể an ủi Lưu Hàn, bỏ chiếc hộp chứa 3 triệu bên đường, chỉ để tranh giành một sổ trứng gà miễn phí với chàng trai làng nghề ẩn được tạo ra bất ngờ nhưng không mạnh mẽ như Lưu Hàn mong đợi, thậm chí không cung cấp được một kỹ năng chủ động nào, điều này khiến tình cảnh của Lưu Hàn trở nên rất nguy hiểm, phải tranh thủ thời gian để thu thập thêm kinh nghiệm mới có thể mở khóa giai đoạn thứ ba. Dự đoán có thể xuất hiện kỹ năng mạnh mẽ, dựa trên các chủ đề nóng trên mạng, Lưu Hàn nhanh chóng có được hướng đi, nhưng lần này đối thủ mạnh mẽ hơn Lưu Hàn tưởng tượng. Chiều cao gần 30m cho thấy đây là một con gấu nâu cấp 2 trở lên, và theo lời giải thích của An ta, mới biết đây là một con quái vật cấp 45 quân đội đã đến trước không thể gây ra chút tổn thương nào cho nó chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật phá hoại thành phố nhưng lại bó tay không có cách nào không có chút biện pháp cho nào. đến khi lưu hàn xuất hiện họ mới nhìn thấy hy vọng lưu hàn nhanh như chớp trong truyền thuyết vung cây giáo lên nhắm thẳng vào con gấu khổng lồ và trước khi thực hiện đòn tấn công đầu tiên lưu hàn luôn có thể duy trì trạng thái tàng hình khiến con gấu khổng lồ cảm nhận được nguy hiểm nhưng vẫn không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì đang tiến gần một tiếng gầm dẫn dữ của con gấu nâu cố gắng thổi tan đội hình nhưng vẫn bị Lưu Hàn với đòn tấn công đầy sức mạnh đánh trúng vào đầu. Nhìn con gấu nâu hơi nghiêng ngả, mọi người gần như muốn reo hò. Giây tiếp theo, con gấu khổng lồ đứng yên lại và từ từ quay đầu lại, cuối cùng phát hiện ra nguồn gốc của thấy tình hình không ổn, Lưu Hàn lập tức gầm lên, bảo mọi người nhanh chóng rời đi. Lời vừa dứt, một móng vuốt khổng lồ của con gấu đột ngột rơi xuống trước mặt, đám người lúc này mới phản ứng và bắt đầu chạy tán loạn. Còn việc Lưu Hàn cần làm lúc này là phân tán sự chú ý của con gấu nâu, đối mặt với đòn tấn công của con gấu khổng lồ, Lưu Hàn nhẹ nhàng né tránh, rồi ngay lập tức dồn lực vào một cú đâm quay người tấn công vào móng vuốt khổng lồ đó, nhưng cú đánh dốc toàn lực lần này lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, chẳng lẽ phải dùng đến chiêu đó sao? Hiện tại cơ thể đã được nâng cấp và cường hóa, thực sự đã gần giống như lúc đó. Chỉ không biết liệu cây gió này có chịu đựng nổi không. Khi Lưu Hàn đang huấn luyện với Lita, đã từng nói với anh ta rằng phải tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm. Tuy nhiên, Lưu Hàn đã nghiêm túc cảnh báo rằng làm như vậy sẽ có người bị thương, nhưng Lita vẫn kiên quyết yêu cầu Lưu Hàn tấn công trực tiếp vào cô ấy như vậy. Hừ, nếu đã như vậy, Lưu Hàn cũng quyết định không nương tay nữa. Khi anh ta dồn hết sức nhảy lên, tung ra cú đấm mạnh mẽ này quả nhiên đã xảy ra chuyện chỉ thấy lưu hàn đã đau đớn ngã xuống đất tuy nhiên điều này lại đổi lấy sự an ủi dịu dàng từ lita lưu hàn cảm thấy lần này bị đánh cũng đáng tất nhiên ngoài điều đó ra lưu hàn còn lần đầu tiên thành công cắt đứt một sợi tóc của lita phải biết rằng đối diện với thiên thần kỳ diệu dù chỉ là làm tổn thương một sợi tóc của họ đã là một sức mạnh rất đáng kinh ngạc rồi vì vậy bây giờ đối mặt với con quái vật chỉ có cấp độ 45 bậc hai này có thể chịu đựng được sao đây có phải là một cú đánh mà ngay cả lita cũng công nhận không cùng với một tia máu bắn ra từ đỉnh đầu của con gấu khổng lồ thân hình khổng lồ đổ sập xuống với tiếng vang lớn lần này con gấu nâu không bao giờ đứng dậy nữa và con gấu nâu đã chết bắt đầu từ từ co lại thành kích thước bình thường vậy nên thực ra nó đã sử dụng một kỹ năng phóng to nào đó sao nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng khao khát muốn phân giải nó của lưu hàn đồng thời một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng xuất hiện bên cạnh lưu hàn khi cửa xe từ từ mở ra lưu hàn mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng trong chiếc xe nhỏ như vậy lại có 5 người chen chúc và họ chính là 5 người có năng lực đến để cứu viện ban đầu nghĩ rằng điều động 5 người để giải quyết một con quái vật cấp hay nhỏ bé là một việc nhàm chán nhưng từ miệng của người lính biết được trước khi họ đến lại bị một lưu hàn đơn độc giải quyết điều này thực sự khiến họ cảm thấy có chút bất ngờ dù sao nếu một người có thể nhanh chóng giải quyết trận chiến như vậy thì sức mạnh của anh ta chắc chắn không yếu một người có thể sánh ngang với một đội quân lại là một lưu hàn sợ giao tiếp với người khác lưu hàn vốn bị lãng quên lại vì xác của con gấu nâu mà bị người khác nhìn thấy và đối với những lời trò hỏi của mọi người lưu hàn sợ giao tiếp không muốn nói gì anh ấy rất mong kỹ năng tàng hình của mình có thể phát huy tác dụng vào lúc này tuy nhiên sự phớt lờ của lưu hàn lại khiến người ta tức giận may mắn là đồng đội đã kéo cô ấy lại mới tránh được xung đột leo thang vì vấn đề ở đây đã được giải quyết rồi mọi người cũng nên nhanh chóng đến chiến trường tiếp theo nhưng vào lúc sắp rời đi tên đứng đầu tên là hữu tuấn lại tiến lên và chào hỏi lưu hàn đeo mặt nạ một lần nữa đối với sự thân thiện này lưu hàn không biết có nên bắt tay hay không hữu tuấn cũng không quan tâm chỉ tự mình nói tiếp anh tốt nhất nên nhớ tên tôi vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ vượt qua anh sau khi vượt qua rồi thì sao anh định làm gì lưu hàn đột nhiên mở miệng phản hỏi khiến hữu tuấn bị khựng lại trong thế giới hiện tại sức mạnh là tất cả ai có sức mạnh lớn hơn người đó sẽ được thế giới này ghi nhớ và không chỉ có anh một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua tất cả các người lời phát biểu hùng hồn của hữu tuấn điều này khiến lưu hàn có chút ngẩn ngơ vì anh không ngờ đó lại là một lý do nhàm chán như vậy chỉ để vượt qua người khác và chứng minh bản thân sao vậy tại sao anh cần một đối thủ không có người khác anh không thể trưởng thành được sao ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ là để hơn người khác à cô chỉ là không có dũng khí để tự mình trưởng thành thôi thật sự muốn trở nên mạnh mẽ chỉ cần không ngừng rèn luyện và chiến đấu thay vì lan tỏa áp lực này cho người khác anh thậm chí không thể cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, nhưng lại muốn vượt qua người khác, dù có tu luyện 1000 năm, tôi cũng không dám dễ dàng so sánh với người khác, suy nghĩ của anh thật là nực cười. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng của Lưu Hàn, Lưu Hàn mắc chứng sợ xã hội thậm chí không nhận ra rằng người kia đã rời đi từ lâu, Lưu Hàn lúng túng chỉnh lại mặt nạ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi xem một màn kịch lớn, An Ta không thương tiếc vạch trần Lưu Hàn, một lát sau, Lưu Hàn cuối cùng cũng xử lý xong xác con gấu nâu, khi đang cầm chiến lợi phẩm chuẩn bị rời đi thì bị một sĩ quan đến ngăn lại làm nhảm một đống thứ không rõ ràng, nói một đống điều không hiểu nổi. Tóm lại là hy vọng Lưu Hàn có thể tải một phần mềm của quân đội, như vậy, Lưu Hàn có thể nắm bắt được vị trí cụ thể của quái vật xuất hiện mọi lúc, từ đó có thể cung cấp sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả cho họ. Cho đến khi Lưu Hàn đi xa, một tân binh bên cạnh mới thắc mắc hỏi một cựu binh: "Tại sao lại để anh ta đi chúng ta nên ép buộc anh ta hợp tác với chúng ta chứ? Cậu ngốc à, người có thể giết chết một con quái vật cấp 2 chỉ trong ba đòn, có thể nghe lời chúng ta sao?" ở một thế giới khác tôi đã từng chứng kiến một người có thể lãnh đạo cả một quốc gia và những con quái vật này hơn nữa tôi có linh cảm rằng lưu hàn này chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nếu cứ cố gắng kiểm soát anh ta chắc chắn sẽ phản tác dụng bây giờ không còn là thế giới như trước nữa tất cả các chính phủ và quân đội đều có thể sụp đổ chỉ vì một người điều này khiến tân binh kinh ngạc nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là làm sao sư phụ của mình đột nhiên trở nên thông minh như vậy nhưng thực sự ông ấy rất thông minh ngay cả an ta cũng nói rằng ông ấy đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn nhất đó là chọn duy trì mối quan hệ thân thiện với lưu hàn thay vì ép buộc hợp tác với anh ta nếu không, với sức mạnh hiện tại của Lưu Hàn, anh ta có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ quân đội, nhưng có vẻ như Lưu Hàn không biết rằng mình có giá trị lớn như thế nào trên thế giới này. Anh ta chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng có lẽ do nghề nghiệp đặc biệt của mình, kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp cũng nhiều hơn. Ba trận chiến sau đó chỉ mang lại cho Lưu Hàn một cấp độ. Nhưng ngược lại, Lưu Hàn đã đổi được một khoản tiền mặt đáng kể từ xác những con quái vật này. Nhưng khi Lưu Hàn vừa bắt đầu tưởng tượng cách tiêu xài, thì bị An Ta dội một gáo nước lạnh, nếu anh dùng số tiền này danh tính của anh sẽ bị lộ, nhưng tôi có thể xóa ký ức của họ. Một phen hú vía khiến Lưu Hàn không ngừng khen ngợi An Ta. Sợ rằng số tiền khổng lồ hấp dẫn này không thể tiêu được. Sáng hôm sau, Lưu Hàn bị đánh thức bởi một tin tức bất ngờ. Điều này khiến anh ta tỉnh ngủ ngay lập tức. Cánh cổng kết nối với thế giới khác đã được khôi phục. Điều này có nghĩa là con người có thể một lần nữa được truyền đến thế giới khác và bản thân mình 99% sẽ lại bị bỏ qua. Trời ơi, tôi lại phải sống một mình sao? không thể ngờ rằng an ta đã luôn bí mật liên lạc với thế giới khác chỉ vì những con quái vật mạnh mẽ xuất hiện bất ngờ trên trái đất quá khó xử lý vì vậy an ta nghĩ rằng tốt hơn là đưa con người trở lại thế giới đó nhưng cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của lưu hàn biết rõ trong tình huống này lưu hàn chắc chắn sẽ lại bị bỏ lại một mình trên trái đất nhưng anh ta lại tỏ ra thờ ơ thản nhiên nói rằng dù sao anh cũng đã sống một mình rất lâu rồi điều này cũng không có gì khác biệt với anh nhưng đùa thì đùa về tình huống của lưu hàn an ta thực sự cảm thấy rất áy náy vì cô ấy thực sự không phải là người có thể quyết định số phận của lưu hàn lưu hàn cũng hiểu điều này chỉ là điều này cũng có nghĩa là mình thực sự có thể không đến được thế giới đó điều đó cũng chưa chắc năm từ đơn giản lại khiến lưu hàn một lần nữa bừng lên hy vọng nếu anh có thể trở nên đủ mạnh mẽ mạnh mẽ đến mức như một thiên thần đến lúc đó anh không chỉ có thể đến thế giới đó mà thậm chí còn có thể vào thiên đường thật sao vậy tôi có thể gặp lại lita không khi nhắc đến lita anh ta lại có những suy nghĩ xa hơn. Nếu Lưu Hàn cứ mãi ở trạng thái hiện tại, thì chẳng phải anh ta sẽ phải luôn làm sứ giả tình yêu giữa họ, truyền đạt những lời ngọt ngào đáng ghét này sao? Là một cô gái thẳng thắn như thép, anh ta đây chắc chắn là điều cô ấy ghét nhất, càng nghĩ càng tức, anh ta yêu cầu Lưu Hàn phải tăng cường luyện tập, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, anh không phải muốn đoàn tụ với người mình yêu sao? Lưu Hàn tự nhiên cũng mong muốn như vậy, nhưng bây giờ là thời gian ăn uống đầy mong đợi. Đúng lúc này, một tin tức khẩn cấp thu hút sự chú ý của cả gia đình và không chỉ là quốc gia của mình, dường như cả thế giới đều đồng ý vào thời điểm này. Tất cả các trường học và công ty đều bị lệnh đóng cửa, tất cả chỉ để giảm số người trên đường phố. Lưu Hàn hiểu rằng, điều này gần như đồng nghĩa với việc cả quốc gia cũng thừa nhận không thể thay đổi bất kỳ hiện trạng nào. Lúc này, Lưu Hàn cuối cùng đã quyết định, bố mẹ, hai người nên trở về trước. Mẹ nhìn con trai với ánh mắt muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng bố, người đang đọc báo, lại nói, điều đó có ý nghĩa trước đến đó 10 năm, nhưng thậm chí không vượt qua được giai đoạn 2. Nhưng ít nhất cũng an toàn hơn trái đất, phải không? người bố thỏa hiệp cũng không phản đối nữa chỉ khuyến khích con trai hy vọng anh ta không bao giờ từ bỏ bất cứ việc gì cũng phải cố gắng hết sức cho đến cuối cùng nhưng điều này lại khiến mẹ nổi giận anh muốn đi nhanh như vậy sao con trai à mẹ chỉ hy vọng con cố gắng hết sức là được quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cho bản thân và lưu hàn chỉ lo ăn uống hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường thậm chí còn thấy kỳ lạ hôm nay thức ăn dường như ngon hơn hẳn cho đến khi mẹ nói câu tiếp theo người đeo mặt nạ đó chính là con không ngờ rằng mẹ đã biết thân phận của mình từ lâu có phải thực sự là siêu năng lực đặc biệt của mẹ đối với con cái không giống như mẹ chim cánh cụt dù ở đâu cũng có thể tìm thấy con mình lưu hàn cảm động đến mức muốn khóc thế giới mà ngay cả chúa cũng không nhìn thấy chỉ có mẹ mới quan tâm đến mình mặc dù mẹ biết con trai mình bây giờ đã trở nên rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể tránh khỏi lo lắng dặn dò anh phải chú ý an toàn quan trọng hơn là phải chú ý đến những người còn đáng sợ hơn cả quái vật không ngờ rằng những lời cằn nhằn ngày xưa giờ lại nghe thật êm tai và ngay giây phút lưu hàn tạm biệt bố mẹ An ta cũng phải trở về thiên đường một chuyến, nói là để tranh thủ thêm phần thưởng nhiệm vụ cho Lưu Hàn. Nhưng Lưu Hàn không biết tại sao, vô thức nói, khi về nhớ mang theo kem, An ta chỉ nhìn anh với vẻ mặt không nói nên lời. Anh có lịch sự không, bảo thiên thần mang kem cho anh. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Lưu Hàn cũng chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình. Ban đêm, Lưu Hàn bật đèn trong phòng, phòng làm việc chất đầy các loại công cụ đã được anh chuẩn bị từ đêm qua. Tất nhiên, ở đây không phải cái gì cũng có, để nhanh chóng xử lý da và xương dễ hỏng, Lưu Hàn thậm chí không có công cụ kim loại thuận tay nhưng xử lý hết đống xương chất lượng này chắc sẽ tốn nhiều thời gian lắm. Điều này khiến Lưu Hàn gặp khó khăn, anh có thể dùng phép thuật mà, không ngờ An ta lại trở về nhanh như vậy, khiến Lưu Hàn vui mừng khôn xiết, vừa hỏi về kem, chưa kịp nói hết câu, đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng, chuyện gì đang xảy ra vậy? An ta, sao cô lại lớn lên? Cô đã học phép thuật khổng lồ hóa khi trở về sao? Nhưng thực tế là, An ta luôn sử dụng cây đũa phép để thu nhỏ cơ thể. Ngay sau đó, An ta bảo Lưu Hàn đến nắm tay cô, Lưu Hàn ngạc nhiên vội vàng lau tay bẩn của mình, khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó hệ thống bắt đầu phát ra thông báo nhiệm vụ thiên đường chương một trách nhiệm của đại lý hoàn thành tất cả các thuộc tính tăng một điểm nhận phần thưởng thêm chỉ huy vĩnh cửu biết được sự nghi ngờ của lưu hàn an ta trực tiếp vung tay chỉ về phía sau lưu hàn chỉ thấy trong lò sưởi bị giam cầm không biết từ khi nào đã bùng lên ngọn lửa rực rỡ thật không hài lòng bữa sáng hôm nay sẽ tiễn hết cha mẹ đi hóa ra các loài động vật đã hấp thụ sức mạnh của thần trở nên vô cùng mạnh mẽ ngay cả quốc gia cũng không có cách nào đối phó nhưng ngay lúc này thiên thần an ta đã mở cánh cổng dẫn đến thế giới khác mặc dù danh sách được truyền đi vẫn không có tên của lưu hàn nhưng đây là hy vọng duy nhất để toàn nhân loại sống sót lưu hàn bị bỏ lại chỉ có thể mạnh mẽ đến mức như thiên thần sau này mới có thể tự do ra vào các thế giới và hiện tại việc cần làm là xử lý những tàn tích quái vật này để có được trang bị mạnh mẽ nhưng sự thiếu thốn công cụ rèn lại khiến lưu hàn một lần nữa gặp khó khăn cho đến khi an ta mang đến phần thưởng nhiệm vụ của anh ta điều này mới giải quyết được vấn đề cấp bách của lưu hàn ánh sáng vĩnh cửu một món quà từ thiên đường nó có thể cháy mãi không bao giờ tắt. Đồng thời An ta còn mang đến một tin vui. Đó là để bù đắp cho việc Lưu Hàn không thể đến thế giới mới thượng đế quyết định giao cho Lưu Hàn một nhiệm vụ mới. Đó là từ bây giờ anh ta cần xây dựng một hầm ngục mới trên trái đất. Lưu Hàn sững sờ anh ta đâu biết xây dựng hầm ngục gì chứ, để anh ta nấu mì ăn liền còn dễ hơn. Nhưng anh ta lại nghiêm túc tuyên bố đây là điều mà Thượng Đế đã quyết định và sẽ giúp Lưu Hàn cùng xây dựng hầm ngục này cảm thấy có gì đó không đúng, một lát sau mới nhận ra cái gì mà giúp tôi cùng xây dựng chứ, đây không phải là việc của các người sao. Hơn nữa điều này nghe không giống như là bù đắp cho tôi, rõ ràng nói tạm dừng 10 năm, kết quả lại thành 1.000 năm. Nói là giúp tôi trưởng thành bây giờ ngay cả việc lên cấp cũng trở nên khó khăn hơn, tất cả sự bất mãn của Lưu Hàn bùng nổ hoàn toàn vào lúc này, nhưng An ta vẫn cứng đầu miệng cứng nói rằng. Đây là một phần của kế hoạch, đồng thời trong 1.000 năm qua. Bạn không ngừng rèn luyện khả năng rèn, Bây giờ đã là tồn tại sánh ngang với thần khí, ngoài bạn ra không còn ai có khả năng xây dựng hầm ngục nữa. Điều đó cũng không thể, Lưu Hàn tức giận vẫn vô thức phản bác An Ta trước. Nhưng giây tiếp theo khi ngẫm lại lời của An Ta mới nhận ra cô ấy vừa khen tôi sao? Nhưng sao biểu cảm của cô ấy lại đáng ngờ như tôi vậy? Tôi biết rồi, cô đang lừa, cô muốn tôi tự nguyện chấp nhận yêu cầu của cô, đúng không An Ta cảm thấy có hy vọng liền nói ngay, đây là việc đôi bên cùng có lợi, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời bạn còn có thể nhận được phần thưởng không nhỏ nhưng nếu bạn không đồng ý thì ngược lại sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đến lúc đó trái đất sẽ trở thành một đống đổ nát nhân loại cũng sẽ bị ảnh hưởng lưu hàn không phản bác nữa an ta lập tức lấy ra một đống nguyên liệu hiếm để cho lưu hàn đòn cuối cùng ngoài ba loại kim loại cực kỳ đặc biệt không tồn tại trên trái đất thậm chí còn có một viên đá ma thuật to bằng cái đầu khiến lưu hàn kinh ngạc đứng yên tại chỗ nhưng điều thực sự đánh trúng trái tim lưu hàn lại là bộ công cụ tinh xảo được chế tác tỉ mỉ này đối với một người thợ thủ công điều này không nghi ngờ gì là hấp dẫn nhất nhưng dây tiếp theo thực sự khiến Lưu Hàn thấy thượng đế keo kiệt. Bộ công cụ này lại là mượn để dùng. Sau đó còn phải trả lại. Khi bản vẽ được mở ra, Lưu Hàn ngay lập tức bị thu hút. Cấu trúc phức tạp này muốn làm ra không dễ dàng gì. An ta cũng nói rằng điều này thực sự rất khó khăn, nhưng cô ấy không biết rằng đây mới là điều Lưu Hàn thực sự muốn. Điều này hoàn toàn khơi dậy sự hứng thú của Lưu Hàn. Nhìn Lưu Hàn đầy nhiệt huyết, An ta cũng hài lòng phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên ánh sáng vĩnh cửu là linh hồn lửa có sự sống và đá ma thuật chính là dưỡng chất tốt nhất cho chúng ngọn lửa mạnh mẽ cũng khiến lưu hàn không ngừng đổ mồ hôi điều này lại khiến an ta nhìn chăm chú dần dần anh bắt đầu nghi ngờ bản thân ban đầu có phải không nên để anh ta chọn nghề màu xanh vì ít nhất hiện tại lưu hàn này dường như có sức mạnh tạo ra thần khí và thực tế cũng chứng minh dụng cụ dùng để thu hút quái vật nhanh chóng thay đổi hình dạng nhưng công việc khắc chữ tinh xảo tiếp theo lại khiến Lưu Hàn cảm thấy áp lực, cho đến khi An Ta thông báo dù có thất bại, chỉ cần nung lại là được, ngoài thời gian ra thì không gây tổn thất cho nguyên liệu. Điều này mới khiến Lưu Hàn thở phào nhẹ nhõm, quyết bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí vào việc chế tạo. Nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của Lưu Hàn, An Ta dường như cũng có thể cảm nhận được cảm giác của Ly Ta khi ở bên cạnh Lưu Hàn, bây giờ cũng cuối cùng hiểu ra tại sao một thiên thần cao cấp lại quan tâm đến một con người. Tuy nhiên suy nghĩ này thoáng qua rất nhanh, An Ta không muốn bị hiểu lầm. Có ý nghĩ kỳ lạ gì với Lưu Hàn cô, chỉ đồng cảm với cảm giác của Lita mà thôi. Đột nhiên Lưu Hàn đập mạnh bàn cắt đứt dòng suy nghĩ của An Ta. Khi Lưu Hàn dừng tay một khối lập phương đầy chữ run, lấp lánh ánh sáng xanh lơ lửng trong lòng bàn tay. Anh đã đạt được danh hiệu người sáng tạo huyền thoại, tăng 20% hiệu suất sản xuất toàn bộ. Nhìn tư thế đập búa lại toát ra khí thế sánh ngang thần thánh, ngay cả An Ta là thiên thần cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng cô đâu biết rằng khả năng này đổi bằng ngàn năm cô đơn. Lưu Hàn thực ra không muốn, chỉ là với kỹ năng lãng quên của mình, ai sẽ quan tâm đến anh ta. Vừa rồi Lưu Hàn chỉ mất 5 giờ để hoàn thành tất cả công việc trên bản vẽ. Điều này khiến anh ta liên tục kêu lên không thể nào, không thể nào có Lưu Hàn nhanh như vậy. Nhưng cho đến khi cô tự tay cảm nhận khối lập phương còn hơi ấm này thật hoàn hảo. Khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ khiến cô không dám tin đây là điều một con người có thể làm được vì vậy giả vờ bình tĩnh nói chỉ có thể miễn cưỡng coi là đạt yêu cầu nhưng điều này đã đủ khiến lưu hàn vui mừng hơn nữa khi anh ta giải thích công việc còn lại chỉ có thể dựa vào các thiên thần khác lưu hàn vui mừng nghĩ liệu ly ta có đến không tất nhiên là không khi anh ta phát ra ánh sáng rực rỡ toàn thân vòng hào quang trên đầu cũng dần hiện ra hình dạng lưu hàn liền kêu lên cái này tôi hiểu quá rõ hồi nhỏ tôi thường thấy đây là vòng hào quang của thiên thần giây tiếp theo ánh sáng chói lòa lần cuối cùng lóe lên ba thiên thần khác xuất hiện và Lưu Hàn nhận ra thiên thần dường như đều có ngoại hình tinh tế, thậm chí lúc này mới cảm nhận được An ta sau khi lớn lên cũng đẹp lạ thường, nhưng thiên thần vừa xuất hiện đã nghi ngờ Lưu Hàn. Luôn cảm thấy sản phẩm của Lưu Hàn chắc chắn là rác rưởi cho rơi. đến khi An ta liên tục thúc giục mọi người, tất cả mới miễn cưỡng đặt tay lên vai Lưu Hàn. Chuẩn bị và việc Lưu Hàn cần làm là tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc suy nghĩ chức năng và cách sử dụng, những việc còn lại giao cho họ là được. Khi sức mạnh của các thiên thần vừa truyền vào cơ thể, Lưu Hàng cảm nhận được áp lực khổng lồ tràn ngập từ bốn phương tám hướng, dù đã có thân thể mạnh mẽ như hiện tại. Nhưng trước sức mạnh của những sinh vật cao cấp này vẫn quá nhỏ bé, anh sắp không chịu nổi rồi sao? Tất nhiên là không tôi nhất định sẽ kiên trì. Tôi nhất định sẽ chế tạo ra cơ quan này, để cái bẫy này có thể thu hút quái vật một cách hiệu quả và nhốt chúng lại, phải thêm vào một số thứ mà chúng luôn thiếu và khao khát, và cũng bị bỏ rơi hàng ngàn năm anh là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của chúng đó là sự ấm áp có thể xoa dịu cô đơn đồng thời sức mạnh ma thuật trên lưu hàn cũng bắt đầu thu lại dần ngay cả các thiên thần cũng cảm thán lưu hàn này dù là sinh vật thấp kém nhưng có ý chí rất mạnh mẽ thậm chí trong số đó có một người cũng bắt đầu tò mò về lưu hàn thú vị này tuy nhiên đột nhiên có sự dao động mạnh ngay cả thiên thần cũng cảm thấy sắp bị tách ra giây tiếp theo một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ tràn ngập khắp căn phòng khi mở mắt ra lần nữa lại phát hiện cái bẫy trên không trung Chiếc hộp bị bao quanh bởi ma lực lơ lửng giữa không trung, Lưu Hàn đã mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức đứng đó ngây ngốc anh không biết liệu điều này có được coi là thành công hay không, nhưng biểu cảm không thể tin nổi của thiên thần tóc xanh đã trả lời rõ ràng cho sự nghi ngờ của anh. Tuy nhiên, việc có thể hoàn thành ngay trong một lần không phải là lý do chính khiến họ ngạc nhiên quan trọng hơn là trên mê cung này lại xuất hiện thuộc tính kép. Lưu Hàn quá tập trung có thể vừa rồi không nghe thấy thông báo của hệ thống. Trong âm thanh có nhắc đến hai từ bí mật và độc quyền của trái đất và thuộc tính phụ được kích hoạt dựa trên vật liệu, kỹ thuật và may mắn không phải ai cũng có thể gặp được huống chi lại là thuộc tính kép điều đó thật sự là một sự tồn tại nghịch thiên sức mạnh bất ngờ và may mắn đáng kinh ngạc khiến mọi người đều nhìn lưu hàn với ánh mắt khác thậm chí còn mời lưu hàn cùng tham gia quá trình thu phục quái vật tuy nhiên chỉ trong một ngày ngắn ngủi khi nhìn lại chỉ còn là những con đường đổ nát nhờ vào kỹ năng ẩn thân của lưu hàn mọi người dù có mang anh ta bay lượn trên không trung cũng sẽ không bị quái vật phát hiện và thể chất đặc biệt của lưu hàn cùng với kỹ năng bị lãng quên nó lại trở thành lựa chọn duy nhất trên con đường này rất nhanh đích đến đã hiện ra trước mắt một khoảng đất trống hoang tàn trở thành lựa chọn phù hợp nhất khi an ta ném khối lập phương ma thuật lên không trung khối lập phương ma thuật lại phát ra ánh sáng chói lòa chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước mắt lưu hàn khi lưu hàn còn đang thắc mắc nó đã đi đâu dây tiếp theo mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội đội quân đang thực hiện nhiệm vụ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc chỉ thấy con chuột khổng lồ đột nhiên dừng lại hành động tấn công nhìn chằm chằm về một hướng đồng thời còn có vô số con kiến di chuyển đồng bộ nhanh chóng tiến về một nơi nào đó những con chim bay trên trời các loài động vật thuộc các nhóm khác nhau trên mặt đất không ngoại lệ tất cả đều bắt đầu hướng về cùng một mục tiêu một cảnh tượng hùng vĩ ngay cả những thiên thần cao cao tại thượng cũng không khỏi cảm thán có được cảnh tượng này thực sự là nhờ vào lưu hàn đó và tất cả chỉ vì các hầm mục trên khắp thế giới lúc này đều đã được kích hoạt thông qua thiên thần đưa một số năng lượng lạc vào hộp bẫy dù bị chia thành vô số mảnh vẫn có thể thu hút quái vật. Mặc dù các hầm ngục trước đây đã mất hiệu lực nhưng những gì có thể sử dụng được thì vẫn nên tận dụng tốt dù sao thiên thần cũng chú trọng đến bảo vệ môi trường, phải Tuy Nhiên, không? Lưu Hàn đang chăm chú nhìn lại không khỏi cảm thấy một chút thương cảm cho những con vật này dù đã trải qua một nghìn năm dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy. Do Thượng Đế và các thiên thần sắp đặt, Thượng Đế thực sự sở hữu sức mạnh tối cao ngài có thể ngay lập tức dịch chuyển tất cả mọi người đến một nơi nào đó, cũng có thể khiến các con vật ngoan ngoãn di chuyển theo hướng đã định sẵn cuối cùng thực ra con người cũng chỉ là đồ chơi trong tay thượng đế mà thôi còn tôi bị bỏ rơi suốt một nghìn năm đối với họ chỉ là một sai lầm nhỏ tất nhiên ngoại trừ lita cô ấy là người duy nhất thực sự quan tâm đến tôi tôi cũng không biết liệu mình có điên không nhưng có một điều tôi rất rõ ràng đó là tôi phải trở nên mạnh mẽ để không ai có thể dễ dàng kiểm soát số phận của tôi nữa tôi phải lấy lại tự do thuộc về mình trở thành mạnh nhất khoác lên mình bộ giáp và đeo mặt nạ ngoài việc trở nên đẹp trai hơn dường như cũng làm cho sự hiện diện của anh ấy trở nên mờ nhạt hơn ngay lúc đó bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hoảng loạn của đám đông thì ra là quái vật xuất hiện gần đây lại có một con quái vật cấp hai không bị thu hút vào bẫy tuy nhiên lưu hàn lại cầu nguyện vào lúc này mong rằng đừng là quái vật mạnh hơn con gấu nâu đó nhìn lưu hàn lo lắng an ta nghi ngờ rằng anh ta có chút sợ hãi khi chiến đấu với quái vật nhưng thực tế là lưu hàn không muốn lãng phí bộ áo giáp vừa mới làm xong vì nếu gặp phải quái vật mạnh hơn thì anh ta sẽ phải làm lại một bộ trang bị mạnh hơn nhưng nói đi cũng phải nói lại trước khi trận chiến bắt đầu cũng nên bảo dưỡng cây giáo đã trải qua nhiều trận chiến này tuy nhiên sau khi khả năng giành của lưu hàn được nâng cao hơn nữa dù chỉ là một cú đập đơn giản cũng khiến cây giáo vốn đã đạt cấp tối đa trực tiếp vượt qua giới hạn trở thành một vật phẩm độc nhất vô nhị hơn nữa còn tăng thêm thuộc tính trí mạng tỷ lệ lên đến 20%, tăng thêm 300 điểm tấn công cơ bản nếu dùng công cụ rèn cấp thần để rèn luyện thì chẳng phải sẽ còn mạnh hơn nữa sao nhưng an ta lại thẳng thừng từ chối lưu hàn thôi được thật là đáng thất vọng nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm về những chuyện này, con báo hoa khổng lồ đang tấn công tòa nhà thủ đô của quốc gia này, bất kỳ lực lượng vũ trang nào của con người cũng không thể gây tổn hại cho nó, Lưu Hàn lúc này mới nhận ra ngoài những người lính, còn có một số người đã chọn nghề nghiệp có năng lực đặc biệt nhưng dù vậy họ vẫn rất khó gây ra tổn thương hiệu quả cho một con quái vật cấp 2. Đây không phải lỗi của họ hơn nữa, họ thậm chí có thể chọn đi đến một thế giới khác. Nhưng đối với Lưu Hàn, đây mới là ngôi nhà duy nhất của anh ấy trong một trái đất tan vỡ đối với anh ấy chẳng có ý nghĩa gì, mặc dù anh ấy sẽ không đặt mình vào nguy hiểm vì người khác nhưng có một điều anh ấy có thể chắc chắn đó là để có thể cứu được mọi người anh ấy sẽ cố gắng hết sức mình để làm tốt nhất có thể dù phải đối mặt với quái vật có sức mạnh lớn anh ấy cũng sẽ không do dự tiến lên dũng cảm đồng thời một phát đạn pháo lớn từ xe tăng bắn trúng đầu con báo nhưng điều này hoàn toàn không có tác dụng với nó vì con báo này rõ ràng mạnh hơn con gấu nâu trước đó rất nhiều con báo bị chọc giận đã tức giận nhắm mục tiêu vào con người tấn công nó một cú đạp mạnh mẽ dẫm lên thân xe tăng nhưng điều này vẫn không thể làm nguôi cơn giận trong lòng nó dây tiếp theo nó trực tiếp nhấp bổng cả chiếc xe tăng lên định nuốt chừng cả con người bên trong vào bụng lưu hàn cuối cùng cũng đến kịp lập tức nhảy vọt lên nhanh như trước thật bất ngờ anh ta vẽ một vệt sáng xanh trong không trung lưu hàn nhanh chóng tiếp cận lúc này lại hoàn toàn không thể bị phát hiện cho đến khi lưu hàn dồn lực nhắm vào mắt con báo hoa sắc khí mãnh liệt điều này mới làm con báo hoa giật mình tỉnh ngộ nhìn về phía này nhưng tất cả đã quá muộn khi ngọn giáo trong mắt ngày càng lớn dần ngọn giáo trong mắt còn quái vật dù là con báo hoa cấp 2 cũng không chịu nổi cơn đau thấu tim này hú chi lần này lưu hàn còn kích hoạt thêm hiệu ứng đòn chí mạng truyền thuyết về sự xuất hiện của anh hùng mặt nạ càng làm cho mọi người thấy hy vọng. Tuy nhiên, con báo không vì thế mà gục ngã, chiếc xe tăng trong tay nó cũng bị ném lên cao hơn, nhưng bên trong vẫn còn có người. Lưu Hàn phải dừng lại cuộc tấn công của mình, ưu tiên hỗ trợ chiếc xe tăng bị ném lên. Đồng thời, lực lượng vũ trang dưới mặt đất cũng hoàn hảo tiếp ứng, để giúp Lưu Hàn tranh thủ thêm thời gian. Tất cả hỏa lực một lần nữa dồn toàn bộ vào con báo hoa, tuy nhiên, Lưu Hàn đột nhiên chém chiếc xe tăng thành hai nửa, nhưng điều đó đã làm tôi giật mình, thật sự hai cái đầu sẽ bay ra ngoài, nhưng may mắn là đầu vẫn ở chỗ mà chúng nên ở, không phụ sự mong đợi, đã cứu được hai người, cũng khiến Lưu Hàn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bạn, từ nay trở đi, anh sẽ là anh hùng được mọi người ngưỡng mộ và ngay khi Lưu Hàn đang đắm chìm trong niềm vui được người hâm mộ khen ngợi, nguy hiểm lại một lần nữa ập đến, con báo hoa bị thương nặng lại không để ý đến sự tấn công của pháo binh. Nó trực tiếp tiến về phía Lưu Hàn, có vẻ như con này thực sự rất khác biệt, nó có thể xác định rõ mục tiêu đe dọa lớn nhất đối với mình. Và lúc này, Lưu Hàn bị con báo hoa nhắm đến, lại không thể kích hoạt hiệu ứng tàng hình nữa một nhát chém mở toang chiếc xe tăng nhưng lại khiến hai người lính ngây người ra vì họ vẫn còn ở bên trong nhưng giống như cái giá mà họ phải trả lại khiến lưu hàn hoàn toàn bị con quái vật nhắm đến dù chịu đau trước tấn công bằng pháo của con người cũng phải giải quyết lưu hàn trước nhưng điều mà lưu hàn không ngờ tới là sinh vật cấp hai lại đã có chút trí tuệ lưu hàn nhảy lên không trung để tránh né nhưng lại trở thành bia bắn của con báo cái đầu khổng lồ cứ thế mà đập mạnh vào lưu hàn Người tận mắt chứng kiến cảnh này, ai nấy đều toát mồ hôi hột vì lo lắng cho Lưu Hàn, và khi mọi người nghĩ rằng anh ta sắp chết, một điều kỳ diệu đã xảy ra, một con nhím đã đâm vào đầu con báo. Điều này khiến con báo bị thương lần nữa và máu chảy không ngừng, Lưu Hàn cảm thấy vui mừng vì sự thông minh của mình, hóa ra trước khi đến đây, Lưu Hàn đang ở nhà ăn hamburger, xem TV, bản tin đang phát về hiện tượng di cư động vật quy mô lớn ở nhiều nơi, điều này cũng chứng minh rằng kỳ tích hôm qua đã bắt đầu có hiệu quả, vì vậy lưu hàn đang định làm thêm vài cái hộp bẫy lại được thông báo rằng các thiên thần vì đã cạn kiệt pháp lực cần nghỉ ngơi hai ngày điều này dẫn đến việc tạm thời không thể làm hộp bẫy nhưng an ta đã chuẩn bị một món quà khác cho lưu hàn đó là cô ấy đã tối ưu hóa tất cả da và xương nhờ vào phép thuật của thiên thần những bộ phận này đã được nâng cao thậm chí chất lượng còn tăng lên một cấp độ và nhờ vào tài năng sáng tạo độc đáo của lưu hàn anh ấy đã thêm một kỹ năng ẩn vào bộ giáp chính vì vậy mới tạo ra được một bộ giáp công thủ toàn diện như vậy. Mặc dù anh ta luôn không đánh giá cao, nhưng thực tế dường như chứng minh rằng Lưu Hàn đã đúng. Điểm duy nhất là trông có vẻ không được lịch sự lắm, có thể nói là xấu xí. Nhưng chút thương tích ngoài da này đối với con báo hoa cấp 2 thì có là gì đâu, trong khi ném Lưu Hàn đi, lại lao vào điểm rơi của Lưu Hàn. Tuy nhiên, kết quả vẫn là lao vào khoảng không, ngược lại, tự mình đâm mạnh vào bức tường xi măng. Và điều này lại tạo cơ hội cho Lưu Hàn. Lưu Hàn vừa mới rơi xuống, sử dụng gai nhọn trên chân đâm vào da của con báo, giữ vững ổn định, đồng thời liên tục tấn công điên cuồng vào một điểm. Với xác suất chí mạng 20% cũng đủ để làm cho sát thương tăng lên gấp bội, nhìn thấy động tác của con báo dần dần chậm lại, mọi người đều nắm bắt cơ hội lao lên, dù nói rằng con người từ thế giới khác không thể gây tổn thương cho sinh vật cấp 2, nhưng dù là kiến cũng có thể lay chuyển voi, cũng không thể chống lại số đông người. Cuối cùng, con báo hoa cấp 2 mà con người khó lay chuyển cũng đã ngã xuống trên đống đổ nát, Lưu Hàng cũng vào lúc này hiểu ra tầm quan trọng của làm việc nhóm, nhưng lúc này anh ta lại đột nhiên thúc giục Lưu Hàn nhanh chóng hoàn thành cú đánh cuối cùng, nhưng Lưu Hàn không đồng tình lại nghĩ rằng chỉ cần giao cho quân đội là được rồi, anh ấy đâu biết rằng đây là một con báo sắp thăng cấp lên cấp 3, trong chớp mắt, vô số xúc tu từ vết thương phun ra. Cảnh tượng đó thật kinh tởm, Lưu Hàn sợ đến mức phản ứng sinh lý ngay lập tức, Lưu Hàn muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ biến dị này, vô số xúc tu cuốn lấy Lưu Hàn, cố gắng biến anh ta thành dưỡng chất và lưu hàn cuối cùng cũng nhận ra vừa rồi anh ta không hề đùa mặc dù việc chạy thoát không phải là điều khó khăn đối với lưu hàn nhưng lý trí lại mách bảo anh ta phải ngăn chặn trước khi nó hoàn thành quá trình tiến hóa tìm cơ hội giết nó mới là điều đúng đắn nhất đột nhiên tia chớp từ trên trời giáng xuống những xúc tu vốn đang quằn quại điên cuồng bỗng chốc trở nên yên lặng và cảnh tia chớp đó chính là nữ đế đang ngồi trên trực thăng nhưng trong giây tiếp theo những xúc tu của nó lại điên cuồng mọc ra một lần nữa sự chênh lệch về cấp độ dù là nữ đế cũng không thể giết chết nó ngay lập tức nếu để mặc nó tiếp tục sẽ không còn ai là đối thủ của nó nữa có vẻ như chỉ còn cách sử dụng chưa đó chỉ thấy nữ đế không chút do dự nhảy xuống từ trực thăng cứ thế bay thẳng về phía vị trí của lưu hàn có phải muốn lưu hàn đón lấy cô ấy không tất nhiên là không cần nữ đế vừa hạ cánh một cách ổn định đã nói cho lưu hàn biết phương pháp của mình bây giờ chỉ có thể để tôi tăng cường sức mạnh anh hãy tập trung toàn bộ sức mạnh vào bản thân mình chỉ có điều sức mạnh còn lại của tôi không đủ để giúp anh nữa và quá trình này phải thông qua tiếp xúc cơ thể mới có thể hoàn thành vì vậy sau đó tính mạng của tôi sẽ giao cho anh tuy nhiên lưu hàn vẫn chưa hiểu điều này có nghĩa là gì nữ đế trực tiếp đưa lòng bàn tay hướng về phía lưu hàn bây giờ bắt đầu thôi giết vực cấp một con quái vật cấp 3. nhưng lại bị đám đông yêu cầu ra nộp chiến lợi phẩm hóa ra con quái vật đã bị lưu hàn làm trọng thương cuối cùng con báo hoa mai ngã xuống trong cú đánh cuối cùng mà mọi người cùng nhau phát động nhưng khi tất cả mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc sự khao khát sống mãnh liệt khiến con báo hoa mai vốn đã gần đạt đến giới hạn bắt đầu đột phá lên giai đoạn thứ ba sức mạnh tăng đột biến do đột biến khiến tất cả mọi người tại hiện trường không thể ứng phó kịp dù là nữ đế giỏi nhất về phép thuật cũng không thể làm gì được sức mạnh của lưu hàn giúp anh ta thoát thân một cách suôn sẻ thì lại không có vấn đề gì nhưng những người còn lại có thể sẽ gặp nguy hiểm vì điều này tinh thần trách nhiệm mãnh liệt khiến lưu hàn không thể không tiếp tục đối đầu với những giúp tu gây tẩm này hiểu rằng tiếp tục như thế này không phải là cách nữ đế cũng quyết định phải tung ra con át chủ bài của mình khi ma lực trong lòng bàn tay cuộn trào dữ dội dây tiếp theo toàn bộ ma lực trực tiếp tràn vào cơ thể lưu hàn đạt được sức mạnh của sấm xét tất cả các thuộc tính năng lực tăng 50%. khi tấn công mục tiêu sẽ bị dính hiệu ứng điện giật thời gian hiệu lực là 30 giây sau khi hiệu ứng lôi linh kết thúc tất cả các năng lực giảm 50%. Thời gian hiệu lực là 3 phút, trong chớp mắt một lượng lớn điện nhanh chóng bò lên da của Lưu Hàn, tất cả sức mạnh hội tụ vào cây giáo, đâm mạnh vào nơi mà những xúc tu đang mọc lên. Năng lượng bùng nổ ngay lập tức tràn vào vết thương, dòng điện mạnh mẽ, gió nổ tung tại chỗ lan tỏa ra xung quanh, bạn đã nhận được 784,983 điểm kinh nghiệm, cấp độ tăng lên 28. Đạt được cấp 87 cũng ghi nhận một lần tiêu diệt chí mạng, khi âm thanh thông báo của hệ thống vang lên Lưu Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống tại chỗ, khi nữ hoàng đến hỏi Lưu Hàn về phần thưởng tiêu diệt lại phát hiện rằng cô ấy không nhận được chút kinh nghiệm nào, chính vì họ không ở trong cùng một đội. Nhưng đội là hệ thống gì có chức năng này không? Lưu Hàn ngao ngán nói, anh ta chưa bao giờ biết điều này và cũng chưa bao giờ có ai mời anh ta vào đội. Giây tiếp theo, đột nhiên nhớ lại âm thanh thông báo kết thúc thật sự làm Lưu Hàn giật mình, cho đến khi bóng dáng của con báo hoa mai ngã xuống phía bên kia đường lúc đó mới thực sự yên tâm. Nếu không thì thắng trận nhưng lại bị sát đè chết thì đúng là một trò cười. Và hành động cứu thế của Lưu Hàn một lần nữa cũng lại nhận được sự hoan hô của mọi người nhưng biểu cảm của lưu hàn đột nhiên trở nên khó coi an ta không hiểu và nói còn chuyện gì tồi tệ nữa sao anh đã thắng rồi mà không không có hóa ra sau khi chết thân hình của con báo cũng đã trở lại kích thước bình thường nhưng điều này cũng dẫn đến vết thương lớn khiến cho tấm da quý giá trở nên rách nát ở đây an ta hoàn toàn không biết nói gì vậy tiếp theo là mọi người chia sẻ cơ thể này toàn là báu vật nhìn thấy viên sĩ quan đang chuẩn bị chia cắt lưu hàn lập tức sung phong nói rằng mình giỏi nhất trong việc phân giải xác chết và điều quan trọng nhất bây giờ là phải phân chia theo tỷ lệ như thế nào. Nếu Hoàng lên tiếng trước nói rằng có thể cho Lưu Hàn 60%, bản thân mình 20%, phần còn lại để cho mọi người tự phân chia. Mọi người cũng không ai phản đối điều này. Lưu Hàn không khách sáo nữa, lập tức nhảy lên lưng con báo hoa mai, dùng lực mạnh móc vào vị trí Quả nhiên không ngoài dự đoán, có một viên đá ma thuật màu hồng. Hơn nữa còn là từ một con quái vật sắp thăng cấp lên ba giới. Tất cả mọi người dưới sân đều không khỏi kêu lên kinh ngạc, bởi vì một viên đá ma thuật cấp 2 cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với những người cấp 1 như họ. Lưu Hàn lúc này cũng hỏi ý kiến của nữ hoàng một cách thăm dò, và nữ đế trả lời rằng viên đá này có giá trị khoảng 60%, nếu đã như vậy Lưu Hàn cũng không tham lam, vậy thì phần còn lại sẽ do các người phân chia, nhưng không ngờ rằng, sự tử tế của Lưu Hàn lại trở thành bàn đạp cho những kẻ khác lấn tới Lưu Hàn không thể tự mình lấy viên đá ma thuật. Họ cũng đã đặt cược mạng sống của mình trong trận chiến bản chất xấu xa của con người lúc này được thể hiện rõ ràng và lưu hàn cũng không muốn tranh cãi với họ cứ để họ theo ý muốn sau khi loại trừ viên đá phân chia đám người trên mặt đất theo tỷ lệ lúc này mới nở nụ cười hài lòng thậm chí còn có người khen ngợi lưu hàn là người hiểu biết nhưng anh thực sự muốn đưa cho họ sao an ta không khỏi nghi ngờ hỏi lưu hàn vì vậy lưu hàn cũng giải thích cho cô ấy lý do vì mẹ luôn dặn dò mình trong tình huống này muốn thuyết phục một người là rất khó không phải lúc nào cũng có thể dùng ngôn ngữ để giải quyết vấn đề, nhưng khi bạn có nắm đấm mạnh mẽ thì không cần phải tranh cãi bằng lời nói nữa. Vì vậy từ nhỏ Lưu Hàn đã là một đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ. Nếu viên đá ma thuật này có thể dùng làm đạn dược thì các bạn tự lấy đi. Vì viên đá được 60% thì cái xác có giá trị 40% này sẽ là của tôi. Nếu các bạn dám làm hỏng da và xương thuộc về tôi thì đừng mong sống sót rời khỏi đây. Tất cả mọi người đều bị Lưu Hàn làm cho sợ hãi. Trong chốc lát, tiếng trách móc lẫn nhau bắt đầu xuất hiện trong đám đông. Sao bạn lại gây sự với anh ta chứ? Chúng ta phải đưa cho anh ta 20% còn lại như thế nào đây, thật là phiền phức, thôi bạn cầm lấy đi mọi thứ cứ theo như thỏa thuận ban đầu đi. Vừa dứt lời Lưu Hàn lập tức nhảy trở lại bắt đầu lục lọi đá ma thuật, nhưng hoàn toàn không còn chút uy nghiêm nào như trước bạn thật là khôn lỏi nữ hoàng xuất hiện phía sau nói, hy vọng cũng có thể giải quyết phần của cô. Như một sự đền đáp sẵn sàng trả 40% của mình, có thể nhận việc không? Lưu Hàn không thể nào do dự chút nào rất nhanh phần của nữ hoàng cũng đã được xử lý xong nhưng chưa kịp để lưu hàn nghĩ cách mang đi chỉ thấy nữ hoàng đã bắt đầu gọi điện thoại gọi người nhà sắp xếp xe tải đến quả nhiên là nhà giàu lưu hàn không khỏi thầm cảm thán trong lòng khi anh ta quay đầu lại lại ngạc nhiên phát hiện nhóm người ban đầu đang mong đợi với vẻ mặt niềm nở mong lưu hàn cũng có thể giúp họ phân giải lưu hàn cảm thấy bất lực thực sự không muốn để ý đến họ nữa nhưng việc nhỏ nhặt này cũng đồng ý rồi chỉ có điều tôi là anh hùng cứu thế giới lại bị yêu cầu giải phẫu xác quái vật ngoài ra còn phải giao nộp viên đá ma thuật thuộc về lưu hàn đối với những con người tham lam lưu hàn không muốn tranh cãi chỉ vì người mẹ hiền từ đã từng dạy anh một điều những việc có thể giải quyết bằng nắm đấm tuyệt đối đừng lãng phí lời nói giây tiếp theo lưu hàn ném viên đá trở lại xác chết đồng thời nhảy xuống tức giận cầm giáo đứng trước xác chết các người tự phân chia viên đá tôi cũng có thể không cần nhưng phần thuộc về tôi xin hãy giao đầy đủ vào tay tôi họ làm sao có kỹ năng giải phẫu cao siêu như vậy xác quái vật mạnh mẽ họ thậm chí còn khó mà xé rách một vết đám người bất đắc dĩ phải đồng ý thỏa hiệp lưu hàn lấy đi viên đá cấp hai đó khi lưu hàn giúp nữ đế phân giải xong phần của cô ấy mọi người lại mặt dày yêu cầu lưu hàn cũng giúp họ phân giải thành từng mảnh nhỏ đối với những bộ mặt xấu xa này lần đầu tiên lưu hàn cảm thấy cứng rắn với loài người tuy nhiên tôi yêu cầu 50% phí dịch vụ nhưng cuối cùng cũng đồng ý với họ đây cũng coi như là sự trừng phạt cho những kẻ trước sau không nhất quán này và sau khi lưu hàn xử lý xong những người này lại bắt đầu cãi nhau không ngừng nhưng điều này không liên quan gì đến lưu hàn nữa đồng thời Nữ đế lại tìm đến Lưu Hàn trước khi rời đi, Lưu Hàn mới biết rằng nữ đế muốn ở lại trái đất mãi mãi, không có ý định quay lại thế giới kia nữa. Về sức mạnh của mình nữ đế vẫn khá tự tin. Nhưng nếu Lưu Hàn sẵn lòng cùng cô ấy lập thành một đội, nữ hoàng cho rằng điều đó sẽ không thể tốt hơn nữa, nhưng Lưu Hàn đã từ chối cô ấy mà không có lý do gì, cô ấy cũng không ép buộc chỉ để lại một tấm danh thiếp rồi rời đi. Lưu Hàn đã quen với sự cô đơn, cũng không quen với việc hợp tác với người khác, hơn nữa, anh còn nhiều việc khác ngoài việc đánh quái trên bàn trong phòng công cụ. Đây đã là khối lập phương bẫy thứ năm để có thể giải quyết vấn đề của hầm ngục nhanh hơn. Lưu Hàn luôn muốn làm ra nhiều khối lập phương hơn càng sớm càng tốt. Nhưng lúc này, An ta dường như có điều gì đó trong lòng luôn tỏ ra lo lắng không yên. Hóa ra bây giờ trái đất vẫn còn tồn tại một số vấn đề mà An ta không thể hiểu được. Trước hết, việc xuất hiện quái vật cấp 3 nhanh như vậy điều này chắc chắn không bình thường. Trong một thế giới mà chỉ có một số ít con người trở thành tồn tại đỉnh cao, cân bằng năng lượng đang dần nghiêng về phía quái vật. Ở một thế giới khác con người đang dần trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự sắp đặt của Chúa, nhưng tốc độ tiến hóa của những quái vật này nhanh hơn họ rất nhiều, rốt cuộc có cách nào để điều chỉnh sự mất cân bằng này chính là điều mà An ta hiện đang lo lắng. Vậy tình hình ở các quốc gia khác thì sao? Chỉ có Hàn Quốc là nơi duy nhất hiện tại xuất hiện quái vật cấp 3, liệu có phải là do những khối lập phương ma thuật này không? Lưu Hàn vô thức phỏng đoán nhưng lại khiến An ta bừng tỉnh, chẳng lẽ thật sự là sức mạnh của khối lập phương đã tăng cường một phần quái vật sao? An ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng điều có thể khẳng định là khối lập phương bẫy chắc chắn là yếu tố then chốt. Các loài động vật có thể đã vào chế độ cùng bạo điều này khiến chúng tỉnh táo trước khi cảm nhận được nguy hiểm. Ngược lại quái vật ở thế giới khác hầu như chưa thấy nguy hiểm đã bị nhốt lại rồi. Điều này cũng dẫn đến việc tiến hóa ở đó chủ yếu chỉ xảy ra trong hầm ngục và chúng chủ yếu thông qua việc nuốt chửng lẫn nhau mới có thể sinh ra quái vật mạnh mẽ mới, nhưng trên trái đất chúng không cần phải chiến đấu với nhau. Chỉ cần nuốt chửng con người là có thể tiến hóa mạnh mẽ, điều này chứng minh rằng sự tồn tại của hầm ngục thực sự là một điều tốt cho trái đất, vì vậy Lưu Hàn càng phải tranh thủ thời gian làm thêm nhiều bẫy khối lập phương ma thuật. Trong những ngày sau đó các thiên thần phục hồi ma lực, sẽ hỗ trợ hoàn thành bước cuối cùng của bẫy vào ban đêm sau đó lại trở về thiên đường để nghỉ ngơi và điều chỉnh. Ngày qua ngày ngay cả An Ta cũng cảm thấy nhàm chán thay cho Lưu Hàn, nhưng Lưu Hàn lại cho rằng điều này khá thú vị vì việc chế tạo này mỗi lần đều mang lại cho anh ta kinh nghiệm mới tuy nhiên nghĩ kỹ lại cũng đúng là như vậy trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng anh ta luôn cô đơn một mình nếu không phải vì những điều này thì còn gì có thể thu hút được anh ta không biết từ lúc nào anh ta dường như hiểu rõ hơn tâm trạng của lưu hàn nhưng điều này lại khiến cô giật mình kích thích một thiên thần cao cấp sao có thể có suy nghĩ của sinh vật thấp kém được nhưng điều này dường như cũng không phải là cảm giác tồi tệ anh ta tỉnh lại liền thúc giục lưu hàn